โอเคเอาดิĐây là quá trình nâng cấp cần số pha lê chính hãng cho BM 4 series, 3 4 series giống nhau nha anh em nhé. Tất cả cảm giác chỉ cảm giác thôi. Không. Cảm giác chỉ cháu kiểu gì cả. Đẹp thật sự. Cái đây lỗ thử đi em. À, chỉ bảo cái lỗi này muôn thuở luôn là hết xăng. Không có lỗi gì khác. 2 triệu. Hết nhà. Nhắm 2 triệu vào là hết lỗi hết xăng này luôn. Đây là cái cần số zin theo xe BM 4 series mới 2021. Đây là cái cần số pha lê chính hãng. Cần số pha lê chính hãng này là của bản M luôn. M880. M8 series. Đó. Đây là cần số zin này.